Chào mừng quý vị bà con quay trở lại với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Quý vị bà con thân mến, bước vào game thứ nhất thì hai đội phải trải qua thử thách như sau. Người nào chơi đầu tiên người đó sẽ phải đi đến trụ xoay và xoay quanh trụ xoay 3 vòng. Chán là phải ở sát trụ xoay. Sau đó người hướng dẫn sẽ hướng dẫn xem là tìm gối của mình. Đội đỏ sẽ hướng dẫn đội của mình đi kiếm gối màu đỏ. Đội xanh hướng dẫn đồng đội của mình đi kiếm gối màu xanh. Cứ đứng ở trên cái vạch đỏ này và vụt làm sao mà cho nổ được 5 quả bóng của đội đối phương. Đội nào vụt hết bóng đầu tiên hoặc khi hết giờ chúng tôi đếm mà hết thời gian quy định, đội nào nhiều bóng hơn đội đó sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu! Hết giờ. Rồi, được rồi. Đội xanh đang thắng 1-0. Chạy. Được rồi, anh chị chạy sang phải đây, sang phải. Chưa. Ngồi xuống. Quay lại. Đúng rồi, chị chạy đi. Nhầm rồi, đội đỏ hướng dẫn cho đội đồng đội của mình đi. Rồi, dừng lại. Đội đỏ thắng. Và hiện nay tôi thấy hai đội là toàn đập vào mặt nhau rồi. Rồi. Đập đi. Hết giờ. Đội xanh tôi thấy còn 3 quả bóng. Đội đỏ còn có 2 quả thôi. Vậy là đội xanh lại chiến thắng. Tôi thấy đội xanh hình như là đang quét nhà thôi. Bắt bài vào. Đúng rồi. Vụt tiếp tục. Đồng đội xanh hình như là không muốn chơi hoặc là như thế nào đấy. Thôi hết giờ. Bóng nó không nổ mà ông làm thế nào mà tụt cả quần của người ta. À quên, tụt cả lưới của người ta ra. Với game đầu tiên thì chúng tôi thấy rằng là đội xanh được 3 điểm và đội đỏ được 1 điểm. Và chúng tôi xin chúc mừng đội xanh giành chiến thắng game 1. Chúng tôi xin mời nhãn hàng Chulimic Food sẽ lên tặng quà cho đội thắng game 1. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Chulimic Food. Và xin mời Việt Coco sẽ chọn một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất. Thay mặt ban trọng tài, Việt Coco xin chọn cháu bé áo tím là cổ động viên nhiệt tình nhất. Cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 4 mà. Hôm nay cháu đến đây cổ vũ cho đội nào? Cổ vũ cho đội xanh. Đội xanh là tại sao cháu lại cổ vũ cho đội xanh? Vì bố cháu có trong đội đấy mà. Chúc mừng cháu rất nhiều. Và bây giờ xin một phần quà của Việt Coco tinh hoa dừa Việt sẽ tặng cho cháu bé.
Chúc mừng cháu và cảm ơn nhãn hàng Vietcoco tinh hoa dừa Việt. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.